Kính thưa các thầy cô giáo, em là Khánh Xuân và bạn Thảo My lớp 8A1 trường Trung học cơ sở Tam Quan. Và hôm nay chúng em sẽ trình bày về dự án thiết bị phát hiện người không đeo khẩu trang của chúng em. Như chúng ta đã biết, dịch Covid hiện nay đang diễn ra rất phức tạp, nó ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế cũng như là tình hình xã hội và công việc học tập của chúng ta. Tuy vậy, thầy và trò chúng em vẫn phải đến trường để hoàn thành nhiệm vụ năm học mà Đảng và Nhà nước đã giao cho. Từ đó, Bộ Y tế đã ra thông điệp 5K, trong đó khẩu trang là một trong những biện pháp vô cùng cần thiết và quan trọng. Từ những lý do trên, chúng em đã phát minh ra thiết bị phát hiện người không đeo khẩu trang. Về cấu tạo của thiết bị với bo mạch chính là Raspberry Pi 4. Trên thân thiết bị có các cổng USB để kết nối với các thiết bị ngoại vi như là loa, máy tính hoặc là webcam vào thiết bị để thực hiện các chức năng của nó. Thiết bị gồm những chức năng như sau. Thiết bị có thể chụp chính xác khuôn mặt người không đeo khẩu trang và có ghi lại ngày và giờ không đeo khẩu trang. Chính vì thế, người không đeo khẩu trang không thể chối cãi được. Thiết bị sẽ phát ra cảnh báo nhắc nhở kịp thời đối với những người không đeo khẩu trang. Có thể dùng webcam hoặc là camera để chụp hình. Thiết bị sẽ được liên kết với máy tính, giúp việc sử dụng và quản lý dễ dàng hơn. Thiết bị có kết cấu nhỏ gọn nên ngoài việc sử dụng ở trường học, chúng ta còn có thể sử dụng ở các nơi công cộng như là bệnh viện, ngân hàng hoặc là siêu thị v.v. Và sau đây chúng em sẽ tiến hành thực nghiệm về chức năng của thiết bị. Đầu tiên sẽ đấm vùng để khởi động thiết bị. Đây là màn hình của thiết bị sau khi được kết nối với máy tính. Ở đây nút up near sẽ được dùng để lưu tên, nút snapshot sẽ nhận diện khuôn mặt và dạy cho thiết bị biết tên của khuôn mặt đó. Ba nút mask, face và alarm. Nút mask là chế độ nhận diện đeo hay không đeo khẩu trang. Nút face sẽ nhận diện khuôn mặt và alarm dùng để cảnh báo mang khẩu trang. Và sau đây chúng em sẽ tiến hành thực nghiệm. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập dòng chữ vui lòng đeo khẩu trang vào ô alarm text input here. Sau đó chọn convert audio để chuyển từ chữ viết sang âm thanh để phát ra loa. Chọn add new để thêm tên của bạn vào thiết bị. Sau chúng ta sẽ nhấn snapshot để nhận diện khuôn mặt. Chọn training. Chọn đồng thời ba nút mask, face và alarm để chụp hình. Vui lòng đeo khẩu trang. Vui lòng đeo khẩu trang. Và sau đó muốn xem ảnh thì chúng ta sẽ vào thư mục của mình. Và đây là ảnh mà thiết bị đã chụp trong khi chúng em thực nghiệm. Sẽ giới thiệu qua ảnh này. Ở đây ngày và giờ thời gian ảnh được chụp sẽ hiển thị ở trên. Bạn mang khẩu trang sẽ được nhận diện bằng ô chữ màu xanh lá cây với dòng chữ là MAP và in now là thiết bị không nhận diện được bạn vì mình đã không lưu tên. Và bạn không mang khẩu trang sẽ được nhận diện bằng ô chữ màu đỏ với dòng chữ là no mask và tên bạn đã được lưu sẽ hiển thị ở trên đó. Và ở đây giáo viên khi giáo viên quản lý sẽ biết được tên và lớp của bạn và đưa ra để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Và đó là phần thực hiện của chúng em. Và dự án này nếu có thêm sự đầu tư, chúng em sẽ kết hợp với chức năng đo thân nhiệt cho học sinh rộng rộng. Cuối cùng xin kính chúc quý thầy cô và ban giám khảo sức khỏe dồi dào và bình an để vượt qua đại dịch Covid.